Tri ân sư, dạ con thấy sư nguyên thông, dạ con, dạ con tri ân thượng tọa Minh Hạnh, dạ con xin điền khuyết ạ. Nam mô Bích Tha, dạ đây là chương trình Phật pháp Bích Tha Tham Má trên Bao Tháp mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ kính cảm kính tri ân cô tu nữ Khê Ma. Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya, giá dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Bài 61 kinh giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala. Ambala. Ambala Thika Rahulo Vadasutta. Phân đoạn 294 đến 296 sẽ được thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bích Tha, giá con kính nhân bích đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải. Vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực ý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu. Nhật Bình kính chào đạo tràng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya, dịch giả cho Hòa thượng Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 61 kinh giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala. Ambala Thika Rahulo Vada Sutta phân đoạn 294 đến 296. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi hoan hỷ giảng nhập bài học ngày hôm nay. Dạ sa thủ đảnh thai, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, kính đảnh lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thành phần đệ tử Phật, kính chào thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức, thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, chúng ta thường được biết
rộng lớn. Là con của vua Siddhartha mà chúng ta thường quen gọi là Thái tử Siddhartha. Thực ra thì Thái tử Siddhartha ngài đã lên ngôi vào lúc 13 tuổi. Lúc 16 tuổi là ngài đã lên ngôi, ngay trong lúc mà ngài, trong cái thời điểm mà ngài Thái tử cưới Yashodhara. Cho nên khi mà chúng ta nghe trong bài đọc mà vua Siddhartha, Siddhartha và hoàng hậu Yashodhara Yayudala thì chúng ta ngạc nhiên. Cái đó là cái lịch sử, lịch sử Đức Phật mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Vì từ năm 16 tuổi ngài đã là vua rồi, mặc dù cái quyền nhiếp chính là do vua cha Tịnh Phạn Xuất Thôn Đến Á. Và thưa quý vị, trong lá xuất gia rất trẻ, lúc đó mới có 7 tuổi, có nghĩa là ngày đầu tiên, lần đầu tiên mà Đức Thế Tôn trở về cố hương sau khi đắc đạo quả, đưa vào cái hạ thứ hai. Lúc đó Rahula 7 tuổi. Rahula đã nghe theo lời mẹ là hoàng hậu Yashodhara. Hay bây giờ chúng ta cứ gọi là công nương Yashodhara đi, bởi vì lúc đó khi mà Thái tử bỏ đi xuất gia thì vua Xích Thôn Đánh Á vẫn trị vì trên ngai vàng. Cho nên lúc đó hoàng hậu của vua Xích Thôn Đánh Á là bà Mahapachapatibhutami thay cho hoàng hậu mất Mahamaya. Thì chúng ta cứ gọi Yashodhara là công nương được rồi. Và nghe theo lời mẹ đi đến, đi theo Đức Phật. Và thọ thẻ bạch rằng sinh cha cho con được thừa kế cái tài sản. Thì lúc đó Đức Phật đã suy nghĩ tài sản thế gian, thì được phù du giả tạm và nó không có cao quý, chỉ có tài sản thánh nhân Ariya Thánh Áp mới là cao quý. Vậy thì Như Lai hãy cho Rahula thừa tự tài sản, tài thánh sản. Rồi Đức Phật chỉ định, Đức Phật chỉ định cho tôn giả Sariputta Xá Lợi Phật là truyền giới Sa Di cho Rahula. Ở trong luật có ghi lại rằng là Sa-di Rahula là một vị Sa-di đầu tiên trong Phật giáo, là một vị Sa-di đầu tiên trong Phật giáo, và cũng là người xuất gia trẻ tuổi nhất, là đầu tiên, lúc đó mới 7 tuổi thôi. Và thưa quý vị, Rahula được cái may mắn là xuất gia
ở trong giáo pháp của Đức Phật. Ngài vừa là bậc đạo sư, vừa là vị phụ thân và thầy tế độ, lại là một vị thượng thủ thinh văn đỉnh nhất của trí tuệ. Cho nên Đức Phật và tôn giả Sariputta cùng với các vị tôn giả khác cũng rất thương quý, rộng lắm, và luôn luôn cho một cái luôn luôn chú ý đến cái sự giáo dục rộng lắm. Thì ở trong bài kinh hôm nay đó, là Đức Phật Ngài thuyết dạy, Ngài giáo huấn cho rộng lắm. Cái này không phải là bài pháp Ngài thuyết cho rộng lắm, mà là Ngài có lời giáo huấn gọi là rộng lô qua đá, chứ ô qua đá có vị giáo huấn. Ngài giáo huấn rộng lắm một vị sinh viên trẻ nhỏ, nói một cách khác là còn con nít. Vì vậy cho nên Ngài dạy rất đơn giản. Thứ nhất là Ngài dạy về cái giá trị của cái sự thành thật, không có dối trá. Ngài đưa một cái hình ảnh về cái thao, cái thao nước rửa chân. Rồi kế đó là Ngài dạy về cái căn bản tu tập, là cái sự phản tỉnh, cái sự phản tỉnh để tịnh hóa tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Có thể nói rằng là cái bài kinh này là một bài pháp căn bản cho người mới sơ cơ, nhất là đối với những vị sa di mới xuất gia tu tập đó. Thì hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải ở bài kinh này, và chúng tôi cũng rất quan hỷ để gợi ý cho Thượng tọa Pháp Đăng, vì Thượng tọa Pháp Đăng là người ở chùa nuôi dạy rất nhiều vị sư di trẻ tuổi nhỏ nhỏ. Thì hôm nay là Thượng tọa là người giảng giải cái bài kinh Ambalatthika Rahulo Vada này. Chúng tôi nghĩ rằng là Thượng tọa lấy những cái pháp căn bản đó để thường xuyên giáo nhớ cho các vị sư di ở chùa của Thượng tọa. Đây là cũng là một cái pháp giáo dục cho vị sư di rất hay. Bài kinh này rất hay, và hôm nay nó cũng phù hợp là Thượng tọa là người giảng giải bài kinh này. Và bên trước tiên thì xin mời cô Nhật Quỳnh Quang Hỷ đọc cho chính kinh, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con thấy có sư Nguyên Thông vào rồi, nhưng mà do đại đức Tề Truy kêu con đọc bài nên con xin phép với sư Nguyên Thông cho con được đọc bài. Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya
61. Kinh Giáo Giới La Hầu La ở rừng Ambala, Ambalatika, Raluhulowa, Kasutta, phân đoạn 294 và 296. Ngự viên Ambalatika là khu vườn của vua Bimbisara, nằm giữa Nalanda và Rajagaha. Đức Thế Tôn và Chư Tăng thường ghé ngang đây nghỉ chân khi du hành. Trong ngự viên này có một pháp xá tương đối tiện nghi. Kinh Dhammacala Phạm Võng được Thế Tôn thuyết tại đây. Bản dịch Việt mang tựa đề Giáo Giới La Hầu La ở rừng Ambala. Ambala dùng chữ rừng Ambala tương đối không chính xác để nói về một ngự viên. Rahula là đứa con duy nhất của vua Siddhartha Gautama và hoàng hậu Yashodhara. Ngài Rahula chào đời cũng chính là ngài vua Siddhartha rời hoàng cung xuất gia thành đạo. 7 năm sau đó, sau khi viên thành quả vị chánh giác và với sự hình thành đầy đủ của ba ngôi báo, Đức Thế Tôn trở về thăm cố hương hoàng tử Rahula bây giờ lên 7 tuổi. Theo lời dạy của mẹ là hoàng hậu Yashodhara, đến xin gặp cha để xin được thừa kế đế nghiệp. Đức Phật thay vì trao cho tài sản thế gian cho Rahula, ngài dạy tôn giả Sariputta truyền giới cho Rahula xuất gia thành một sa di, rồi được Thế Tôn và Chư Tăng trở lại Magadha. Bài kinh này là lời dạy của Đức Phật trực tiếp cho Rahula lúc đó mới 7 tuổi, với những thí dụ rất dễ hiểu về đời sống tu hành. Trong bản tiếng Việt, Đức Phật gọi Rahula là ông, không thích hợp với cách gọi của một sa di nhỏ. Bài học vỡ lòng cho sa di nhỏ tuổi này là sự chân thật và khả năng tự quan sát lời nói, hành động và ý nghĩ của mình. 294. Đức tánh chân thật nên có của người tu. Đức Thế Tôn sau khi rửa chân đã dùng hình ảnh của một ít nước trong chậu để minh họa cho ý nghĩa ngài muốn nói vị sa di còn trẻ thơ. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá Veluvana, Trúc Lâm, tại Kalanda, Kiwana, chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Rahula, La Hầu La, ở tại Ambalatika, rừng Ambala. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đến Ambalatika, chỗ tôn giả Rahula ở. Tôn giả Rahula thấy Thế Tôn từ xa đi đến, sau khi thấy liền sửa soạn chỗ ngồi và nước rửa chân. Thế Tôn ngồi xuống trên một chỗ đã soạn sẵn và sau khi ngồi, ngài rửa chân. Tôn giả Rahula đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn sau khi để một ít nước còn lại trong chậu nước, bảo tôn giả Rahula: Này Rahula, ông có thấy một ít nước còn lại này trong chậu nước không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Rahula, là sa môn hạnh của người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Rồi Thế Tôn sau khi đổ đi chút ít nước còn lại ấy rồi bảo Rahula: Này Rahula, ông có thấy chút ít nước còn lại ấy bị đổ đi không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng đổ đi vậy. Này Rahula, là sa môn hạnh của người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Rồi Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo tôn giả Rahula: Này Rahula, ông có thấy chậu nước bị lật úp ấy không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Cũng là cốt vậy, này Rahula, là sa môn hạnh của người nào biết mà nói láo, không có tàm quỷ. Rồi Thế Tôn lật ngựa trở lại chậu nước ấy và bảo tôn giả Rahula: Này Rahula, ông có thấy chậu nước này trống không không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, cũng trống không vậy. Này Rahula, là sa môn hạnh của người nào biết mà nói láo không có tàm quý? Lại một thí dụ khác được Đức Phật dùng để minh họa về ý nghĩa không nên nói dối, dầu nói để mà chơi. Này Rahula, quý như một con voi của vua, có ngài dài như một cán cài, to lớn, khéo miệng, thường có mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Ở đây, người này nghĩ rằng, con voi của vua này có ngà dài như một cán cài, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này thường dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Con voi của vua như vậy không quăng bỏ mạng sống của mình. Này Rahula, nhưng khi con voi của vua có ngài dài như một cán cài, to lớn, khéo miệng, thường hay có mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, dùng vòi. Ở đây, người này nghĩ rằng con voi của vua này có ngài dài như một cán cài, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường, vân vân như trên. Dùng đuôi, dùng vòi. Con voi của vua như vậy đã quăng bỏ mạng sống của mình, và nay con voi của vua không có việc gì mà không làm. Cũng vậy, này Rahula, đối với ai biết mà nói láo, không có tàm quý, thời ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không dám làm. Do vậy, này Rahula, ta quyết không nói láo, dầu nói để mà chơi. Này Rahula, ông phải học tập như vậy. 295. Nên biết tự quan sát bản thân. Một khía cạnh khác rất quan trọng của đời sống tu hành là khả năng tự xét chính mình. Một lần nữa, Đức Phật lại dùng minh họa bằng hình ảnh quen thuộc để dạy Sa Di Rahula. Kinh văn: Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là gì? Bạch Thế Tôn: Mục đích để phản tỉnh. Cũng vậy, này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành ý nghiệp. Này Rahula, khi ông muốn làm một thân nghiệp gì, hãy phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: Thân nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết thân nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, ông nhất định chớ có làm. Này Rahula, nếu sau khi vạn tỉnh, ông biết thân nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự tại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, ông nên làm. Này Rahula, khi ông đang làm một thân nghiệp, ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau:
Thân nghiệp này ta đang làm, thân nghiệp này của ta đưa đến tự tài, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này Rahula, nếu trong khi bạn tỉnh, ông biết thân này ta làm, thân nghiệp này của ta đưa đến tự tài, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ. Này Rahula, ông hãy từ bỏ một thân nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này Rahula, trong khi bạn tỉnh, ông biết như sau. Thân nghiệp này ta đang làm, thân nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Thân nghiệp như vậy, này Rahula, ông cần phải tiếp tục làm. Sau khi làm xong một thân nghiệp, này Rahula, ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau. Thân nghiệp này ta đã làm, thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, ông biết như sau. Thân nghiệp này ta đã làm, thân nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước các vị đạo sư hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày cần phải phòng hộ trong tương lai. Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, ông biết như sau. Thân nghiệp này ta đã làm, thân nghiệp này không đưa đến tự tài, không đưa đến hại người. Dạ con xin sám hối, con xin đọc lại. Thân nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Do vậy, này Rahula, ông phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. Này Rahula, khi ông muốn làm một khẩu nghiệp gì, hãy phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này Rahula, nếu trong khi bạn tỉnh, ông biết khẩu nghiệp này ta muốn làm, khẩu nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, nhất định chớ có làm. Này Rahula, nếu trong khi bạn tỉnh, ông biết khẩu nghiệp này ta muốn làm, khẩu nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai. Thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, ông nên làm. Này Rahula, khi ông đang làm một khẩu nghiệp, ông cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau. Khẩu nghiệp này ta đang làm, khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả đau khổ. Này Rahula, nếu trong khi bạn tỉnh, ông biết khẩu nghiệp này ta đang làm, khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự tài, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả đau khổ. Này Rahula, ông hãy từ bỏ khẩu nghiệp như vậy. Nhưng nếu này Rahula, khi bạn tỉnh, ông biết như sau. Khẩu nghiệp này ta đang làm, khẩu nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, ông cần phải tiếp tục làm.
Sau khi ông làm xong một khẩu nghiệp này ra hú lá, ông cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: khẩu nghiệp này ta đã làm, khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự tại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Nếu trong khi phản tỉnh này ra hú lá, ông biết như sau: khẩu nghiệp này ta đã làm, khẩu nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Một khẩu nghiệp như vậy này ra hú lá, ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước vị đạo sư hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. Nếu trong khi phản tỉnh này ra hú lá, ông biết như sau: khẩu nghiệp này ta đã làm, khẩu nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc. Do vậy, này ra hú lá, ông phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. 296. Căn bản của nếp sống tu hành. Ngài đã dạy cho Sa Di Ra Hú Lá rằng tất cả những người tu hành chân chính trong quá khứ, hiện tại hay tương lai đều lấy sự thanh tịnh hóa ba nghiệp làm căn bản cho sa môn hạnh. Kinh văn này Ra Hú Lá, như ông muốn làm một ý nghiệp gì, hãy phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: ý nghiệp này của ta có thể đưa đến tự tại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này Ra Hú Lá, nếu trong khi phản tỉnh ông biết ý nghiệp này ta muốn làm, ý nghiệp này của ta có thể đưa đến tự tại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ. Một ý nghiệp như vậy này Ra Hú Lá, ông nhất định chớ có làm. Này Ra Hú Lá, nếu trong khi vạn tỉnh ông biết ý nghiệp này ta muốn làm, ý nghiệp này của ta không có thể, thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Ý nghiệp như vậy này Ra Hú Lá, ông nên làm. Này Ra Hú Lá, khi ông đang làm một ý nghiệp, ông cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: ý nghiệp này ta đang làm, ý nghiệp này của ta đưa đến tự tại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến khổ đau, đưa đến quả báo đau khổ. Này Ra Hú Lá, nếu trong khi phản tỉnh ông biết ý nghiệp này ta đang làm, ý nghiệp này của ta đưa đến tự tại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem lại quả báo đau khổ. Này Ra Hú Lá, ông hãy từ bỏ một ý nghiệp như vậy. Nhưng nếu này Ra Hú Lá, khi phản tỉnh ông biết như sau: ý nghiệp này ta đang làm, ý nghiệp này của ta không đưa đến tự tại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Ý nghiệp như vậy này Ra Hú Lá, ông phải tiếp tục làm. Sau khi ông làm xong một ý nghiệp này Ra Hú Lá, ông cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: ý nghiệp này ta đã làm, ý nghiệp này của ta đưa đến tự tại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem lại quả báo đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Nếu trong khi vạn tỉnh này Ra Hú Lá, ông biết như sau: ý nghiệp này ta đã làm, ý nghiệp này đưa đến tự tại, tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ. Một ý nghiệp như vậy này Ra Hú Lá, ông cần phải lo âu, cần phải tàm quý, cần phải nhàm chán. Sau khi lo âu, tàm quý, chán, cần phải phòng hộ trong tương lai. Còn nếu trong khi phản tỉnh này Ra Hú Lá, ông biết
ý nghiệp này ta đã làm, ý nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Do vậy, này Rahula, ông phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu ngày đêm trong các thiện pháp. Này Rahula, ông thời quá khứ, trong thời quá khứ, những sa môn hay bà la môn nào đã tịnh hóa thân nghiệp, đã tịnh hóa khẩu nghiệp, đã tịnh hóa ý nghiệp. Tất cả những vị ấy sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã tịnh hóa thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã tịnh hóa khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần. Sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahula, trong thời vị lai, những sa môn hay bà la môn nào sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Tất cả những vị ấy sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần sẽ tịnh hóa thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahula, trong thời hiện tại, những sa môn hay bà la môn nào tịnh hóa thân nghiệp, tịnh hóa khẩu nghiệp, tịnh hóa ý nghiệp. Tất cả những vị ấy sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần tịnh hóa khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần tịnh hóa ý nghiệp. Do vậy, này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiều lần tôi sẽ tịnh hóa thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần tôi sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần tôi sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Như vậy, này Rahula, ông cần phải tu tập. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Rahula hoan hỷ tính thọ lời tôn giả. Hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn giảng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Sư có nghe được âm thanh của con, con kính dâng mít đến sư. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh. Để Tề Tri cùng với Sư Nguyên Thông, cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý bài cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Thì chúng ta thấy cái bài học hôm nay về cái bài kinh giáo giới Rahula. Và thực sự thì chúng ta nhìn vào cái bài kinh 61 này. Thì một vị sa di mới có 7 tuổi. Nhìn vào cái tuổi đời đó thì không. Nhưng mà nhìn vào cái hạnh tu đó. Mới một cái bài kinh thôi. Nhưng mà đã làm cho sáng tỏ cái tâm tu. Và tôn giả Rahula đó thì một thời gian không lâu cũng đã đắc đạo quả. Dù là còn trẻ như vậy. Thì chúng ta biết rằng cũng như chúng ta hiện tại với những cái hành tu, để rồi một lúc nào đó cái dòng luân hồi được ngắn gọn, xuyên qua các cái kiếp sanh ra gặp Đức Phật. Nói như vậy không phải là mình bi ai hay là mình để mình thụ động, nó không phải như vậy. Vì chúng ta biết rằng những người mà gặp được Đức Phật, những cái vị mà có gặp được Đức Phật đó, thì đều là những cái vị hữu duyên, và Đức Phật ngày sẽ độ những cái người hữu duyên này. Và thường thì chúng ta biết đối với tôn giả Rahula cũng là vị tỳ khu hay là một vị đệ tử đệ nhất vị hiếu học. Sau khi được giáo giới như vậy rồi thì mỗi ngày bụng một bụng cát như vậy. Mong rằng ngày hôm nay mình học được nhiều Phật ngôn như bụng cát như vậy. Như vậy thì nhìn vào đó thì Đức Phật ngày dạy cái sự đầu tiên cho một vị sa di 7 tuổi. Với thân nghiệp, với khẩu nghiệp, với ý nghiệp. Và Ngài phân tích ra và Ngài thí dụ xuyên qua những cái hình ảnh
Khi mà Sa Di Rahula biết cái cách để hầu thầy bằng cách là đem nước rửa chân. Và khi đem nước rửa chân như vậy thì còn một ít nước như vậy đó được đổ đi, còn lại ít nước. Nhưng mà ít nước đó Đức Phật nói rằng cái hạnh người nói dối nó cũng không có lợi lạc cái gì. Thậm chí đó úp hết còn cái chậu không, thì cái hạnh người tu mà nói dối nó cũng như không có cái gì. Nếu mà chúng ta nói theo vi diệu pháp đó thì biết là chúng ta biết rằng với một cái người mà khẩu nghiệp mà nói dối như vậy đó thì chỉ tạo cái quả đau khổ thôi. Bởi vì khẩu nghiệp đó, thì chúng ta thấy có bốn điều: nói dối, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói những lời nhảm nhí vô ích, hay mình nói là nói ác. Thì những cái điều mà nói dối hay là nói đâm thọc hay nói ác hay nói thô bỉ hay là nói tạp quế ngữ đó, thì đều là những cái điều nói, những cái lời nói từ cái khẩu nghiệp của chúng ta. Và thường thường chúng ta biết là cái khẩu nghiệp nó không thể nào tự nó sanh khởi được mà không có ý nghiệp. Bởi thường thì chúng quý vị biết rằng tâm tứ là khẩu hành, tâm hành thọ tưởng, thân hành là hơi thở. Mình nói như vậy, cái thân mình ra vô đó là cái hơi thở chuyển động, đó là gọi là thân hành. Khẩu hành là tầm tứ, khi mà chúng ta quan sát, chúng ta tìm kiếm để chúng ta nói. Ví dụ mình muốn nói cho ai đó thì mình có tầm. Tầm là hướng cái tâm mình đến cái cách để mình sắp xếp lời nói và sắp xếp cách trình bày. Rồi mình quan sát trình bày như thế nào cho nó phù hợp trước sau, hay là trình bày như thế nào cho nó mạch lạc cho người ta có thể hiểu được. Nên cái khẩu hành đó, thì chúng ta biết là tầm tứ là nói như vậy. Nhưng mà tâm hành là thọ tưởng. Thọ tưởng là những cái cảm thọ của chúng ta, những cái tưởng. Nói thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng hễ thọ sanh thì tưởng hành thức cũng sanh, mà hễ thức sanh thì thọ tưởng hành cũng sanh, chứ không thể nào không sanh. Nhưng mà ở những cái bài kinh này đó thì Đức Phật ngày thuyết giảng cho một cái vị Sa Di nhỏ tuổi, thì chúng ta biết rằng đối với lời dạy của Đức Phật thì Ngài cho biết rằng một cái người mà có cái tâm bất thiện hay là có cái khẩu nghiệp bất thiện đó, mình nói dù là nói dối đi, dù nói dối để chơi đó, nó cũng không có cái lợi ích gì. Thường thường chúng ta có thể nói dối, mình nói dối ví dụ như thường thường mình thấy lúc nhỏ đó, có những đứa nhỏ đó, nó nói dối là nói rớt cái gì, bể cái gì. Nhưng mà thật sự ra khi người ta chạy ra thì nó nói rằng con nói dối chơi gì thôi, chứ còn không có phải con rớt hay con bể đồ ngoài kia. Nó không phải như vậy. Hay là mình nói dối, nói trái nhà, hay là nói ông kia bà nọ rớt xuống sông, xuống kiến, xuống ao, xuống hồ. Nói như vậy nhưng người ta chạy ra thì nó không có, con chỉ nói chơi thôi. Thì thường thường quý vị biết rằng những cái lời nói dù là như vậy đó, nhưng mà theo ít nhiều thì Đức Phật ngày với tâm của mình biết được cái ác nghiệp của chúng sanh đó, thì Ngài cho biết rằng những cái lời nói như vậy nó cũng đều là những lời nói tổn hại đến mình, đến người, đến đời này, đến đời sau. Bởi thường thường quý vị biết rằng những người mà ta gọi là cái tật nói dối, hay là cái tánh nói dối, hay là cái thường cận nghi duyên nói dối đó, thì quý vị biết rằng cái tâm tư của người đó đã bất thiện rất nhiều kiếp luân hồi rồi, cho đến kiếp này họ vẫn tiếp tục nói dối như vậy. Nhưng mà những người họ biết tỉnh ngộ đó thì họ thấy rằng những cái việc mà nói những cái lời nói dối, những cái lời nói như vậy đó, nó không có mang lại cái lợi ích gì hết, nó chỉ tổn hại cho mình, cho người, cho đời này đời sau thôi. Rồi Đức Phật ngày dạy ha, rau lá phải phản tỉnh. Và cái cách phản tỉnh mà Đức Phật ngày nói đấy, nhúc như cái gương mình để mình rọi vào mặt của mình, để mình nhìn thấy cái mặt của mình nó có đất, có bụi, có gì trên mặt của mình, để mình lau chùi cho sạch sẽ. Thì một người cứ phản tỉnh lại những cái lời nói của mình đã nói rồi đó. Mình phản tỉnh lại đó, nghĩa là suy xét những lời nói đã nói. Và khi những lời nói đã nói đó mà suy xét đó, mình thấy những lời nói đó khổ mình hay là hại mình, hại người, hại đời này sao đó, thì mình phải sanh lên cái tâm tàm quý. Tàm quý là hổ thẹn. Tại sao mình là ông sư Sa Di nhỏ tuổi mình lại nói như vậy? Hay là mình là người Phật tử mình nói như vậy? Hay là mình là vị tỳ khưu mình nói như vậy? Vì khi mà mình phản tỉnh là gì? Thường thường quý vị biết rằng
cũng giống như một người quán pháp và quán năm tiền cái vậy đó, tham dục cái hay sân độc cái, hôn thì cái, và vị đó biết những cái tiền cái mà có sanh đó, thì vị đó nhờ cái chánh niệm. Thì cũng như vậy, một cái người mà họ biết phản tỉnh thì cũng giống như là họ đang tu tập và thiền quán vậy. Họ quán về năm tiền cái có nghĩa là những bất thiện nào sanh khởi đó, mà bây giờ họ biết được, họ quán thấy những cái bất thiện đó. Và những cái bất thiện đó đó, nó chỉ đưa mình xuống trong cái đọa xứ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Và mình cũng vậy, mà người cũng vậy. Nếu người đó nghe lời mình mà họ làm những việc ác, những việc bất thiện, họ làm mà nói những cái việc mà không đâu vào đâu, nói những cái việc bu vơ, nói những việc mà xây sanh ra cái tổn hại, thất thoát đau khổ cho người khác đó, thì đều là những cái khẩu nghiệp. Và thường chúng ta biết là cái khẩu nghiệp nó không tự sanh một mình nó được, nên thường chúng ta học trong vi diệu pháp đó, thì hai cái sắc thân biểu tri, khẩu biểu tri là sắc tâm cố định. Bởi vì khi mà cái tâm của mình nó bất thiện đó, thì cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp của mình gọi là thân biểu tri và khẩu biểu tri đó, cái hành động từ thân của mình, ví dụ một cái người họ muốn ăn cắp đó, họ dùng cái dấu hiệu để cho người kia ăn cắp, hoặc là dấu hiệu đó là đánh kẽn, đánh đờn, đánh kèn, bất cứ một cái dấu hiệu gì, đèn pháo hay là chuông trống hay là phèn la hay là đất chọi hay là ba pháo nổ, người khi người ta giao hẹn với nhau rồi cái tiếng đó phát lên đó, thì người kia trộm cắp hoặc là người kia tấn công, mà chúng ta thường thấy những cái ký hiệu mà người ta tấn công đó, nhiều khi người ta dùng khói, dùng lửa, dùng cái gì đó, thì ở đây tất cả binh lính tấn công. Thì chúng ta cũng biết rằng cái biểu tri đó là muốn nói lên những cái gì mà biểu hiện để cho mình biết được, mình biết được cái tâm tánh của người đó, hay là biết được cái việc nó sẽ đến, cái việc nó sẽ làm như vậy là đúng với cái tín hiệu đó. Thành ra khi mà khẩu biểu tri và thân biểu tri và hành động đó, thì cái tâm của chúng ta đó nó sẽ có, nó sẽ điều khiển cái điều này, nên mới nói rằng thân biểu tri và khẩu biểu tri là sắc tâm cố định. Có nghĩa là tâm nó không tự sanh một mình hoặc là tự sanh một mình được, nhưng mà khi có thân biểu tri, khẩu biểu tri, nhất định là tâm có mới có cái việc như vậy. Chứ còn một cái người mà chết đó, thì có cái thân đó, cái miệng cũng còn đó, nhưng mà không còn cái tâm. Thành là cái thân của người chết đó, nó chỉ có theo thời gian để tan rã thôi, chứ nó không có thể nào nói được cái gì hay là hành động được cái gì, là do cái tâm, hay là chúng ta gọi là sự sống, hay là tâm tục sinh, hay là tâm hộ kiếp, tâm duy trì cái thân mạng này, đó là cái tâm danh nương vào sắc để điều khiển cái sắc quẩn nói năng hay hành động. Thì chúng ta cũng thấy như là bài kệ Pháp Cú đó, cái nghĩa là nói năng hay hành động khổ não sẽ theo sau như xe chân vật kéo. Có nghĩa là trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên, tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh khổ liền theo sau. Thì cái tâm của chúng ta tạo thác, có nghĩa là tâm chúng ta đó, để cho những cái tâm sở đồng sanh, đồng nương vào một căn, đồng biết một cảnh và đồng diệt. Như vậy thì Đức Phật ngày muốn nói với La Hầu La đó là một ít nước dơ đó, nó cũng không có làm được cái lợi ích gì, và đổ nó rồi đó thì chậu lật ngửa lại đó. Thì cái hạnh tu đó, nếu mà người mà có tu đó, mà không có biết giữ cái miệng của mình đó, nó cũng giống như cái chậu không có được cái gì hết. Là mình nói rằng cái người đó không có cái thiện nghiệp. Bởi thường quý vị biết, như chúng tôi thường nói quý vị đó, cái tâm có nhiên, nghiệp có nhiên, rồi thời tiết có nhiên, rồi pháp có nhiên. Hễ tâm bất thiện đó, thì cái pháp bất thiện, nghiệp bất thiện, cái quả đau khổ, bốn đọa xứ. Còn khi mà cái pháp thiện, cái nghiệp thiện, cái tâm thiện đó, thì đưa đến cái sự sanh về nhàn cảnh, sanh về cõi lành. Như vậy thường thường thì dù Đức Phật ngày có giáo giới cho La Hầu La bằng cái cách ngày, ví dụ cái cách phản tỉnh như là cái tấm gương, nhưng mà đối với chúng ta nghe thì nó cũng phù hợp thôi, chứ cũng không có gì mà không phù hợp. Tại vì Đức Phật này thí dụ giống như chậu nước, giống như cái kiến để phản tỉnh. Và cái người nào nói hay làm đó, mà sau khi phản tỉnh thì giống như cái gương đó để soi lại cái mặt mình.
Ví dụ mình làm việc gì đó, mình quẹt lên mặt, lên mày của mình đó, thì nó dính bụi, dính sình, dính đất, dính dầu, dính nhớt gì đó. Bây giờ mình ròi vào cái kiến, mình thấy nó dơ đó, thì mình chùi rửa nó. Cũng như vậy, khi mà cái thân nghiệp hay cái khẩu nghiệp hay là cái ý nghiệp đó, bởi vì thường thường quý vị biết rằng cái thân nghiệp nó có bất thiện như vậy đó, thì cái ý nghiệp đã bất thiện rồi. Cái khẩu nghiệp nó đã bất thiện thì cái ý nghiệp bất thiện rồi. Vì cái ý, cái khẩu nghiệp nó được cái ý nó điều khiển, nên gọi, mới gọi là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo đó. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não sẽ theo sau như xe chân vật kéo. Thì như vậy thì chúng ta biết rằng cái ý nghiệp mà được Đức Phật nói đây đó, thường thường quý vị biết rằng cái tâm của chúng ta đó, cái tâm của chúng ta đó là cái chỗ mà sanh ra thiện ác, cái chỗ mà sanh ra để duy trì cái đời sống, hay là tạo thiện sanh lên cõi vui, hay là tạo ác sanh lên cõi khổ đó, từ những cái tâm của chúng ta thôi. Bởi thường thường khi mà tâm bất thiện đó, thì cái pháp diễn tiến thì cái pháp bất thiện, và cái pháp nó được gọi cái tên bất thiện. Còn khi mà cái tâm đó mà tâm thiện đó mà diễn tiến đó, các pháp như là tâm sở sắc pháp nó sanh theo đó, thì chúng ta đều gọi nó là thiện, vì nó đi chung với nhân vô tham vô sân và trí tuệ, và đó là ba nhân tốt. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy Đức Phật này nói với La Hầu La đó, như cái chậu bị úp xuống lật ngửa thì không có cái gì. Thì cái người tu đó mà không có tàm quý, không có phản tỉnh đó, vẫn nói dối đó, thì nó cũng vô ích, nó cũng không có lợi gì, giống như cái chậu bị lật ngửa, nó không có được chút xíu nước nào, nó không có làm được cái gì lợi ích, nó cũng trống không, nó cũng là không không thôi, không cái chậu nước để mục đích của nó để đựng nước. Kiếp người giống như là cái chủ yếu của đời sống loài người của chúng ta là tạo phước để tu tập. Nếu mà chúng ta hiểu đúng là vậy đó. Còn khi mà chúng ta tạo ác nghiệp đó, là chúng ta đã đánh mất cái kiếp làm người rồi quý vị. Nên bình thường quý vị biết rằng sanh làm người đó là một trong 8 cái tâm quả dục giới để chúng ta được sanh làm người. Nếu mà chúng ta mà làm bất thiện đó, thì nó chỉ đưa ra cái tâm thẩm tấn quả bất thiện để sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh thôi. Với 12 tâm bất thiện là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si đó, thì nó chỉ đưa ra cái tâm tục sinh là cái tâm thẩm tấn tọa xả quả bất thiện để đi tái sanh vào khổ cảnh mà thôi. Như vậy á, nhìn vào thì Đức Phật ngày giáo giới với La Hầu La đó, ngày nói rằng một người mà nói láo mà khi phản biết như vậy đó, thì nên khởi tàm quý. Khởi tàm quý để mà sám hối. Và ngày thí dụ giống như con voi, nó lớn to, nó có ngà, có chân, có đầu, nhưng mà nó biết gìn giữ cái vòi của nó, bởi vì cái vòi của nó là cái miệng của nó, và người ta thọt vào cái miệng là cái chỗ da non nó, thì nó sẽ tổn hại. Còn chân, da, bụng rồi kia nọ là cái da dày, và rất là khó để mà đâm lũng. Nên thường thì quý vị thấy những cái loài sư tử mà nó muốn giết voi đó, nó thường cắn ở chỗ cái mềm. Mềm ở đây là chúng ta thấy cái đuôi hay là cái ít hay là cái khóe miệng. Chỗ này cắn sẽ lủng và nó sẽ ra máu. Còn cái da của voi thì nó rất là dày, ngà của voi thì nó rất là cứng và rất là nhọn. Cái chân của voi nó cũng rất là to và nó rất là cứng. Và con voi đó, Bụt nói đây là khi mà nó lâm trận mà nó bỏ luôn cái miệng, nó không có phòng hộ đó, thì coi như là nó quăng bỏ cái mạng sống. Thì Đức Phật ngày nói một cái này ra hú lát, người tu cũng giống con voi, nếu mà người đó mà nói dối rồi là bỏ cái sanh mạng của mình. Nó cũng giống như chúng tôi nói là người chúng ta nói dối thì chúng ta không có thể sanh được làm người. Thì cũng như vậy, khi mà con voi nó dùng tất cả thân phần của nó thì được, nhưng mà nếu mà nó mà để hở nơi cái miệng của nó đó, thì nó sẽ bị giáo đâm vào và nó sẽ có thể nguy hại sinh mạng. Thì cái người tu mà nói láo, nói dù để mà chơi, nó cũng nguy hại như vậy. Như vậy thì Đức Phật ngày, khi mà ngày giáo giới La Hầu La bằng cái khẩu nghiệp trước nhất, nhưng mà rồi cũng với cái thân nghiệp. Cái thân nghiệp đó thì chúng ta biết rằng cái thân nghiệp mà chúng ta sát sanh, trộm cắp hay tà dâm, khẩu nghiệp nói dối, nói râm thọc, nói thiêu dệt, nói những lời nhảm nhí vô ích. Như vậy thì cái ý nghiệp của chúng ta nó cũng là bất thiện,
Bởi vì cái ý nghiệp bất thiện đó mới điều khiển cái khẩu nghiệp và thân nghiệp bất thiện. Còn khi mà cái ý nghiệp thanh tịnh đó, nói lên hành động an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. À, như vậy thì chúng ta biết rằng cái ý nghiệp và thanh tịnh đó, là cái ý vô tham, vô sân và trí tuệ đó. Thì cái ý nghiệp này gọi là ý nghiệp thanh tịnh, vì ba cái nhân tốt đẹp, ba cái nhân hoàn hảo, ba cái nhân tinh lương. À, nên khi mà Ngài nói la hầu la đó, có nghĩa là sau khi cái khẩu nghiệp, cái khẩu nghiệp phản tỉnh lại nhiều lần. À, phản tỉnh nhiều lần là mình phản tỉnh để suy xét lại, suy xét lại cái ngày mình sống, cái thời gian mình nói hay làm, cái thời gian thiện hay ác. À, thì khi mình phản tỉnh như vậy đó, thì mình khởi lên tàm quý, có nghĩa là mình xấu đó cũng xấu từ từ, mình tội cũng tội từ từ, mình bị ruồng bỏ đó cũng bị ruồng bỏ từ từ. Khi mình phạm một ngày một chút đó, cũng như nước nó nhỏ từng giọt rồi bình nó mới đầy. Chứ không thể nào mà nó nhiễu một lần mà nó đầy. Nó phải nhiễu từng giọt và nó nhiễu, không phải là một giọt mà nó đầy được cái bình. Nó phải nhiều cái thời, nhiều cái giọt mưa thì nó mới đầy được cái bình nước. Và cái người mà họ làm ác nghiệp đó, họ làm cũng nhiều lần như vậy. Nên đó, chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy về cái người quán pháp đó, khi mình khởi lên cái tham triền cãi hoặc là sân độc triền cãi hay là hôn thầm thủy miên triền hoài nghi hay là trảo hối, thì khi mình phản tỉnh, mình thấy mình có cái tầm tham dục hay là sân độc cái đó, thì mình ngừng lại, vì mình nghĩ rằng những cái hậu quả này đó, mình nói đó, thì nói ít hay nhiều đó nó cũng nguy hại. Và được ví dụ như những cái tư duy ác đó giống như là phẫn gì đó. Phẫn mà nó có đó, thì nó sẽ bay hơi. Và ruồi lặn nó đánh hơi, cái phẫn nó sẽ đậu lên đống phẫn. À, và một cái người mà khi làm ác đó, thì cái ác nghiệp nó cũng tìm mình tới như vậy. À, cái quả báo nó cũng sẽ trổ sanh cho mình. Với cái lời nói thân khẩu ý của mình đó, Đức Phật Ngài muốn nói đến cái chỗ mà để lao lao biết rằng khi mà mình thản tỉnh đó, mình sẽ thấy được. Và khi mình thấy được những cái lỗi lầm đó, mình sẽ không còn dám tái phạm những cái lỗi lầm đó. Và khởi lên tàm quý là hổ thẹn và ghê sợ. Hổ thẹn và ghê sợ cái thân nghiệp. Hổ thẹn và ghê sợ cái khổ nghiệp. Và cuối cùng là hổ thẹn và ghê sợ cái ý nghiệp. Bởi vì ý là cái điều mà tác động đến thân, đến khẩu. Bởi vì khi mà một Đức Phật á, Ngài dùng tâm của mình biết được tâm của người đó. Với cái tâm của người đó, họ có cái tâm tham hay là vô tham, tâm sân hay là vô sân, tâm si hay là vô si. Thì chính những cái sự nung, cái sự nâng đỡ hay cái sự thuyết giảng, cái sự khuyến khích tu tập đó của Đức Phật đó, để loại bỏ những cái ác bất thiện ở nơi cái thân nghiệp. Bởi vì cái thân của chúng ta đó là chúng ta có thể làm nhiều nhiều cái nghiệp, nghề nghiệp mà chúng ta nói rằng liên quan đến sát sanh, liên quan đến bán chất sai, liên quan đến bán vũ khí, hoặc là liên quan đến bán chất độc, hay là liên quan đến buôn bán người, buôn bán cứu vật, làm nghề đồ tể đó. Thì chúng ta biết rằng cái thân nghiệp chúng ta đó, khi mà mình làm những cái việc đó đó, thì cái sự đau khổ nó từng chút thôi. Chúng ta thấy như ông đồ tể Quân Đá đó, suốt 45 năm ổng giết heo mỗi ngày như vậy. Cho đến khi một ngày mà Chư Tăng thấy thấy cái tiếng heo nó kêu nhiều quá, Chư Tăng nghĩ rằng ổng giết rất là nhiều heo trong ngày hôm đó. Nhưng mà Đức Phật Ngài cho biết rằng đồ tể Quân Đá bữa nay phải trải nghiệp. Ổng rống lên đó, nhiều ngày trước rồi, ổng rống lên như heo vậy đó. Nhưng mà hôm nay thì ổng sẽ chết, và khi ổng chết, ổng sẽ sanh vào khổ cảnh. Chư Tỳ Khưu mới hỏi Đức Phật, ổng khổ như vậy, ổng làm nghề đồ tể như vậy mà ổng chết, ổng lại sanh vào địa ngục. Thì Đức Phật nói rằng nay khổ đời sau khổ đó, kẻ ngu khổ hai đời, đã khổ lại thêm sầu, thấy nghiệp mình lem ố. Cái nghĩa là cái nghiệp là cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình nó lem ố, có nghĩa là không có tốt đẹp. Bởi vì chúng ta thấy một cái tập mà trắng trẻo đó, mà khi mà nói tập bị lem ố đó là do vết mực, do những cái vết nước, vết mồ hôi, vết nhớt, vết dầu gì nó làm cho cái cuốn tập nó bị ô nhiễm, nó không còn tinh lương nữa. Thì cũng như vậy, khi mà một cái thân nghiệp mà làm mình thấy rằng mình làm khổ mình, khổ người, khổ đời này, khổ đời sau. Bởi vì khổ mình là gì? Ví dụ chúng ta thấy nhiều cái người họ đi làm cái nghề trộm cướp, mà làm những cái nghề đào tường khoét vách,
thì họ bị bắt bớ, họ bị đánh đập, họ bị tra tấn, họ bị tù đày, họ phải chịu những cái hình phạt, họ chịu những cái khống chế. Dù là thời gian sau đó họ không làm, nhưng mà họ vẫn bị quản chế, quản thúc, hoặc là tù đày, giam hãm họ. Như vậy thì Đức Phật khi Ngài nói đến cái việc mà mình làm một cái thân nghiệp tự hại đó, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Bởi vì Đức Phật này biết rằng hại mình là mình làm những cái việc tội lỗi, rồi mình xúi dục người khác làm những việc tội lỗi, hay là mình làm gương cho những người khác làm những việc tội lỗi. Thì khi mà mình làm và nói đó, thì chúng ta thấy rằng ở đời đó, con người đó, họ có mắt thấy, có tai nghe, nên họ học hỏi những cái điều mà người đi trước đó. Nên thường Đức Phật Ngài mới nói rằng cái hạnh lành mà chúng ta gặp được những cái vị bạn đồng tu phạm hạnh đó, mà chúng ta thành tựu được cái quả thánh nhân đó, không phải là nữa do cái hạnh lành gần bạn tốt, mà gần như 100% là do mình gần cái bạn tốt. Nên thường ở trong bài kinh chung của Để Dành có nói rằng người có được bạn lành đó, thành tựu chánh tri kiến đó, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Bởi vì thường thường chúng ta có những cái thiện sự công đức đó, chúng ta mới có được bạn lành. Và có khi có bạn lành như vậy đó, thì cái lời nói họ làm cho mình xúc động. Cái lời nói của mình làm cho, lời nói của họ làm cho mình tỉnh ngộ. Nên chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện các vị tỳ khưu đó, trước đó, đó là chỉ nghe cái lời nói, khi nghe cái lời nói xúc động mà động mạnh trong tâm. Chúng ta thấy như câu chuyện của tôn giả Ra Hú Lá, quên cho cái Bà La Môn Ra Thá, một cái người rất là lớn tuổi mà muốn tu, muốn được xuất gia nhưng mà lại chậm trễ. Sau này được xuất gia thì rất là nỗ lực tu tập. Còn Ra Hú Lá thì có 7 tuổi muốn tìm cái thánh sản, nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài muốn tìm cái tục sản là chuyển lên thánh vương. Nhiều Đức Phật Ngài muốn ban cho cái thánh sản giác ngộ giải thoát, nên Ra Hú Lá đã được xuất gia và đã được Đức Phật Ngài thuyết về cái bài kinh giáo giới này. Và trong cái bài kinh giáo giới đó thì chúng ta hiểu rằng với thân nghiệp phải phản tỉnh, phải có khởi lên tàm quý. Và khi phản tỉnh khởi lên tàm quý như vậy đó, mình từ bỏ. Từ bỏ có nghĩa là không làm, vì mình suy xét thấy rõ ràng cái điều này là khổ, bất lợi cho mình, bất lợi cho người, bất lợi đời này, bất lợi đời sau. Vì nó là những cái thân nghiệp ác, cái khẩu nghiệp ác và cái ý nghiệp ác, nó chỉ làm tổn hại, đau khổ cho người khác mà thôi. Thì chúng ta hiểu được cái bài học này đó từ cái lời dạy của Đức Phật. Và Đức Phật Ngài dạy Ra Hú Lá đó, tất cả những cái thân nghiệp đều được phản tỉnh, tất cả cái khẩu nghiệp đều được phản tỉnh, tất cả cái ý nghiệp đều được phản tỉnh. Cái ý nghiệp của chúng ta đó là cái ý tham ác, sân ác và tà kiến ác. Bởi vì khi mà chúng ta có cái tham ác ở trong tâm chúng ta đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ khởi lên những cái sự trộm cướp, giật dập, hoặc là rút bớt, rút đồ. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái tâm hiền thiện khởi lên đó, có tàm quý là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi đó, thì chúng ta không có làm những cái hành động, vì chúng ta hiểu rằng cái hành động đó đó chỉ đưa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đưa làm người nghèo đói, bần hèn, cô hạnh, hoặc là tù đày, giam hãm suốt cả cuộc đời như vậy. Thì những chúng sanh trên đời đó đều có những cái điều đó, và Đức Phật Ngài cho biết rằng những cái điều đó nó hiện khởi, nó có nhân có duyên. Người trí nhìn vào cái sự vui khổ ở đời đó, vì đã biết được những cái quả báo trắng đen, và biết được cái cách nó dẫn dắt những chúng sanh đến cái sự đau khổ. Khi mà Đức Phật Ngài thuyết về những cõi khổ, những 4 cõi khổ, Ngài thuyết về 7 cõi vui như 7 cõi dục giới, hoặc là Ngài thuyết về 16 cõi sắc giới, hoặc là 4 cõi vô sắc, Ngài phân định ra cái cõi vui ngũ uẩn, hay là cõi cõi vui ngũ tâm, hay là cõi vui là có thân có tâm, thì Đức Phật Ngài phân biệt ra như vậy. Như vậy thì Đức Phật Ngài cặn kẽ dạy cho La Hầu La đó bằng thân nghiệp, bằng khẩu nghiệp. Là khi nói cái gì cũng vậy, cái lời nói của mình đó, người đời người ta hay nói câu lời nói có mất tiền mua đó, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mình nói cho nó vừa lòng có nghĩa là cái lời nói của mình nó là cảnh duyên. Khi mà cảnh bất thiện đó, thì cái tâm của người đó nó bị bất thiện lây. Nên thường thường quý vị biết rằng cái tâm nhĩ thức sanh lên, nó cảnh thinh đó, là cái điều kiện.
cho tâm nhĩ thức sanh lên. Và khi mình có cái lỗ tai, có những cái điều kiện đó, thì người ta có cái lời nói. Và cái lời nói đó làm cho mình khởi lên thiện hay bất thiện, nó cũng rất là quan trọng quý vị. Chính vì điểm đó đó, nên chúng ta thấy một cái người mà khi mà họ phản tỉnh đó, là họ tự suy xét lại, giống như cái gương, đứng trước cái gương để coi cái thân hình của mình có chỗ nào bị mùi bụi lắm, bị đất cát, bị dầu nhớt, bị cái vật gì mà nó khác biệt cái trên cái gương mặt của mình, và người đó phải tìm cách để lau chùi cái gương mặt cho sạch. Thì khi một người phản tỉnh bởi thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó, thì người đó cũng khởi lên cái tâm ưu tư, khởi lên những cái tâm hổ thẹn và gây sợ tội lỗi, để thấy được cái việc mà mình không có ngăn chặn đó thì nó sẽ tiến triển. Và cái sự ngăn chặn đó là mình hạn chế bớt những cái gì tổn hại cho người, cho mình, cho đời này, đời sau. Cái thân nghiệp cũng suy nghĩ như vậy, khẩu nghiệp cũng suy nghĩ như vậy, và ý nghiệp cũng phải suy nghĩ như vậy. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng đó là đời sống, đó là cái đời sống căn bản của chư Tăng. Đời sống đó đó, để từng tự đó sanh lên cái tâm đạo quả, để chứng ngộ được Niết Bàn, để giải thoát luân hồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái thiện nghiệp mà chúng ta làm đó, nó là nhân lành. Với thân nghiệp mà chúng ta làm như là cung kính, hay là chúng ta phục vụ, hay là chúng ta bố thí, thì chúng ta phải có tay cầm vật này cúng dường cho vị trưởng lão kia. Rồi chúng ta phải có cơm ăn, áo mặc đồ, những vật dụng đó, chúng ta tin những cái nhân quả, nên chúng ta làm những cái thiện nghiệp. Và những cái hành trang thiện nghiệp này đó, nó mang lại cho mình trong cái đời sống tương lai, giống như La Hầu La mà được Đức Phật ngày giáo giới. Khi giáo giới rồi, cái tâm tư đó tịnh lặng, và với cái sự tu tập đó, một thời gian không lâu đó, thì tôn giả La Hầu La đã trở thành vị A-la-hán. Như vậy á, thì xuyên qua cái bài học hôm nay đó, thì cho chúng ta biết rằng một cái sự phản tỉnh rất là cần thiết. Chúng ta làm cái gì, nói cái gì, suy nghĩ cái gì, chúng ta phải suy xét lại, coi những cái lời nói đó nó có gây cái tổn hại. Nếu mà nó gây cái tổn hại, chúng ta hãy từ bỏ những cái nghề nghiệp như vậy. Và chúng ta cũng mà thấy được những cái lời dạy của Đức Phật khi mà Ngài nói với La Hầu La phản tỉnh đó, để khởi lên tàm quý. Tàm là hổ thẹn, quý là ghê sợ. Ghê sợ những cái kết quả mà từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mình đã nói và làm mà mang lại cái hậu quả. Bởi thường thường quý vị biết rằng ở đời đó, có những người mà khi mà họ đi nói cách gì họ cũng không tin, người ta cũng không tin, vì họ đi tới đâu họ cũng lường gạt. Biết là chúng ta vẫn biết rằng ở đời đó mình chỉ lường gạt một người được một lần thôi, nhưng mà khi mình lường gạt hết rồi đó, thì mình gặp người nào đó thì họ cũng biết mình lường gạt, hoặc là họ nói cho những người khác đồng biết, nên cái sự đau khổ nó lan rộng đó quý vị. Đức Phật ngày ví dụ như một cái người nợ tiền ngân hàng vậy, nợ tiền những cái người cho vay vậy đó, nó đẻ ra cái lãi, và người đó phải chịu cái sự khổ đau nhiều. Cũng giống như người mà có cái thân khẩu ý nghiệp bất thiện, khổ cho mình, khổ cho người đó. Khi mà tái sanh vào khổ cảnh, tái sanh vào người nghèo đói, bệnh hoạn đó, thì những người kia phải giúp đỡ, những người khá giả đó, phải cho, phải bố thí, họ phải chuẩn bị cho cơm nước, thuốc men, vật thực để ở. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi người tạo một cái nghiệp, và chính cái nghiệp đó nó sẽ theo mình như bóng không rời hình. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, cái thời pháp con xin thuyết giảng và lời trình bày theo cái bài học số 61 bài kinh giáo giới La Hầu La. Phước nào phát sanh được, con kính dâng lên chư tôn đức tăng 97 cô tu nữ, xin hồi hướng đến cõi quyền lực tổng bà cha mẹ chư thiên và tất cả chúng sanh, con xin kính đảnh đệ tường tòa giác đẳng, con xin gửi biết lại cho tường tòa điều hợp.
Dạ, con cung thỉnh sư phụ giác đẳng Trở Lâm Mai để điều khiển chương trình. À, xin hỏi quý Phật tử có nghe được không? Chúng tôi đang bị gián đoạn đường truyền. Lần nữa xin hỏi quý vị nghe được không? Dạ. À, bà Thủy Thọ Tư Siêu, Thủy Thọ có còn ở trước máy không? Nếu Thủy Thọ Tư Siêu còn ở trước máy, bà Thủy Thọ Tư Siêu, Thủy Thọ có thể giải rõ tại sao mà Đức Phật Ngài dạy rằng đối với ai mà nói láo mà không có tàm quý, thời Như Lai nói rằng người ấy không có việc ác nào mà mà không làm, chỉ câu đó có thế nào và tại sao việc đó nó nghiêm trọng như vậy, xin kính thỉnh thưa toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa quý vị, trong cái câu này trước hết là chúng ta cần phải hiểu cái mạch văn cái chỗ này chút, nó đúng chứ không phải là cái câu dịch đúng chứ không phải sai, nhưng mà chúng tôi trước khi trình bày cái ý nghĩa câu Phật ngôn thì chúng tôi xin gợi ý cái câu mà Nathilecha đó, Nathilecha tức là không thẹn, chúng ta dịch là rõ ràng là không thẹn, còn nói là không tàm quý á, thì người ta sẽ hiểu là ahirika anotapa, cái chữ ahirika tapa cái chuyện đó là cái chuyện khác nữa. Còn cái chữ Nathilecha thì ở đây có nghĩa là không biết thẹn, không biết hổ thẹn, không biết mắc cỡ. Thì ở đây thưa quý vị, nó có hai vấn đề nói theo bây giờ. Trước hết là chúng ta nói theo nhân chứng học đó. Thì hay là tâm lý học đó. Chúng ta thấy một người họ nói láo trắng trợn, có nghĩa là chuyện khó nó không, chuyện không nó khó, nói mà không biết gượng miệng đó, thì đối với người đó đó thì cái tâm của họ rất là sâu độc, nham hiểm. Bởi vì bây giờ là họ không còn
biết ngại ngùng cái gì hết, thì như vậy là xét về cái mặt tâm lý đó đó, không phải là Đức Phật nói cái người mà nói láo vậy là cái người làm ác, không có việc ác nào mà không dám làm. Nhưng mà ở đây đó là cái ý trong câu này có nghĩa là một người mà họ không biết mắc cỡ, không biết xấu hổ, không biết gượng không biết gượng khi mà nói sai sự thật, thì rõ ràng là tâm của người này nó vô cùng nguy hiểm. Cái tâm người này vô cùng nguy hiểm. Mà người mà có cái tâm xảo quyệt nguy hiểm như vậy đó, thì chuyện ác đối với họ thì họ không có từ nan, họ không có sợ hãi, không có ngượng ngùng cái gì hết, họ không e ngại gì mà không làm. Cái câu đó có ý nghĩa gì vậy? Chứ không, Đức Phật Ngài không có chỉ thẳng, Ngài không có nói thẳng rằng là không có việc gì mà không làm. Ở đây Jathakasachi Sabacha Nath Musa Vade Nath Lacha Na Aham Na Aham, gọi là Na Aham Na Aham Tas Kijipa Pang Akar Dejang Akar Dejanti Wadami. Ta nói khi mà người nào cố tình đối dối, đối dối có cái sự samachana gọi là hiểu biết, nhưng mà thực ra chúng ta phải hiểu câu này tức là biết mà vẫn nói dối, biết mà vẫn nói dối, không có cái sự ngượng ngùng, thì ta nói rằng đối với người ấy không có việc ác chi mà không dám làm. Không có việc ác gì mà không dám làm. Bởi vậy cho nên trong cái câu này Đức Phật Ngài mới đưa ra một cái thí dụ. Nếu một con vua chiến khi nó lâm trận mà nó còn e ngại, sợ cái vòi của nó bị tổn thương, nó còn e ngại cái vòi bị tổn thương đó, thì như vậy là nó không dám liều mình để mà tấn công kẻ địch. Ngược lại, khi mà con voi các cái bộ phận của nó như là ngà, vòi, lỗ tai, con mắt, cái đuôi mà nó không có e ngại bị tổn thương bất cứ bộ phận nào, thì con voi nó rất là liều lĩnh, rất là liều lĩnh, và nó hung tợn. Thì cũng vậy, đối với một người mà cái không biết là cái tánh như thế nào, tánh tình như thế nào, nhưng mà đối với một người
mà họ còn ngượng ngùng phải nói dối, thì còn ngượng ngùng phải nói dối tức là họ còn có một cái e dè. Khi còn có một cái tâm trạng e dè như vậy đó, thì như vậy có những cái chuyện xấu, chuyện ác họ sẽ không dám làm. Còn người mà nói dối mà không biết ngượng đó, thì người đó là cái tâm rất là nguy hiểm. Và do vậy họ sẽ có thể làm bất cứ cái việc ác nào, có thể là bất cứ việc nào. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là lẽ thường khi mà con người sẵn sàng để nói dối nói dối thì người đó những cái chuyện ác họ dám làm. Vì sao? Vì khi mà người ta chất vấn, người ta bắt được, người ta chất vấn, người ta tra khảo, anh ta sẵn sàng nói dối. Và như vậy thì con người này quá ư là xảo quyệt, quá ư là nguy hiểm. Nhưng mà đối với một người mà họ còn biết thẹn, biết ngượng khi nói dối, thế là họ sợ phải đầu chối, hoặc là họ sợ phải đối mặt với cái sự gạn hỏi, cái sự chất vấn. Thì khi mà sợ cái sự chất vấn, gạn hỏi của người khác về cái việc xấu đó ngươi làm không, thì anh ta sẽ luôn luôn nghĩ rằng nếu mà ta làm cái việc này đó, ai hỏi mà ta chối bỏ, ta có mà ta chối bỏ như vậy thì mắc cỡ quá. Cho nên chính vì chỗ đó mà anh ta sẽ ngần ngại khi mà làm cái điều xấu. Anh ta sẽ ngần ngại khi làm điều xấu, bởi vì anh ta sẽ nghĩ rằng nếu như ai bắt gặp được cái chuyện xấu ta làm và họ chất vấn ta, thì ta không thể nào mà nói dối, thì người ta sẽ bỏ tù hay là người ta sẽ tử hình vân vân. Nó có cái lý chỗ đó đó thưa quý vị. Cũng như khi chúng ta nói một người tu tập, một người mà có cái tâm, có cái thái độ liêm sĩ, biết mắc cỡ đó, thì vị tu sĩ đó sẽ không bao giờ sống tạm hạn được. Còn người mà vô liêm sĩ, không mắc cỡ, thì người đó sẽ sống tạm hạn dễ dàng lắm thưa quý vị. Bởi vì họ đã lì rồi, họ đã lì rồi. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu trong câu nói này, trong câu nói của Đức Phật, là Ngài đã cho biết rằng là một người mà không có biết ngượng, chữ lá cha cũng có nghĩa là ngượng, người mà nói dối không biết ngượng đó, thì với cái người đó là cái tánh khí của họ, họ dễ làm ác. Thật sự ra ở đây đó, cái chỗ Akariya chúng ta còn hiểu cái nghĩa, chúng ta còn phải hiểu cái nghĩa ở đây, tức là
đối với người không biết gượng khi nói dối thì ta nói người đó dễ làm điều ác. Chúng ta hiểu câu vậy, người đó rất dễ làm điều ác. Nhưng mà cái chữ ba pa ở đây đó gọi là kinh chi ba pan. Chữ ba pa ở đây nó có hai nghĩa nữa, vừa là điều ác nhưng mà cũng có khi ở đây trong cái nghĩa gọi là cái điều xấu xa, cái điều xấu xa. Nếu mà chúng ta muốn cho dễ hiểu hơn thì chúng ta gọi là cái điều xấu xa. Cái điều xấu hay là cái điều tội lỗi, nó được dịch cho cái chữ bà bá được hết. Tiếng bà bá ở tiếng Hán, từ điển Hán Việt ấy, thì luôn luôn gặp chữ bà bá, vậy là chữ ác. Như tiếp từ ngữ đúng cũng dịch là cái chữ ác. Chẳng hạn như là đúc cà tá là tái ác. Chúng ta thấy rõ ràng là ở trong mấy cái tội kia đó, nặng nề vậy, còn cái nhẹ nhất là cái tội tái ác. Mà nghe nói tác ác có nghĩa là làm ác á, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy, ủa, cái tội tác ác, cái tội làm ác như vậy thì đương nhiên phải, tất nhiên là phải nặng nề chứ, tại sao chỉ nhẹ thôi. Nhưng mà không, thưa quý vị, cái chữ Hán á, họ dịch cái gì xấu á, cái người ta dịch là ác cũng được. Cho nên ở đây đó, cái chữ đúng có nghĩa là xấu thôi, có nghĩa là quấy, chỉ vậy thôi. Cũng như ở trong trường hợp về chữ ba pa, chưa hẳn đó là một cái điều ác, chỉ là cái điều xấu. Người mà nói dối mà không biết gượng thì người đó là họ không từ những cái điều, bất cứ điều xấu gì. Bởi vì khi họ làm xấu rồi họ chối, họ chối được hết, chối leo lẻo gì đó. Còn cái người mà họ có cái tính thật thà, chân chất á, họ biết thẹn khi mà phải, họ sẽ mắc cỡ khi mà phải nói dối đó, thì đối với người đó họ sợ phải trả lời chất vấn của người khác. Nếu như họ có làm điều xấu thì khi bị người khác chất vấn thì họ sẽ không có muốn nói dối, thì thôi chẳng thà ngay từ đầu là đừng có làm. Như vậy đó, cái ý nghĩa này chúng ta cần phải hiểu, hiểu nghĩa hẹp, hiểu nghĩa rộng, nghĩa bóng, nghĩa đen. Chúng ta hiểu như vậy chúng ta thấy câu này rất sáng, rất sáng nghĩa chứ không phải là khó hiểu đâu, thưa quý vị. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tuệ Đại như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Sao thú cái trường Thượng Tuệ Thầy Sư và Thượng Tuệ Thầy Sư, nhưng hôm nay thấy Thượng Tuệ cũng khỏe và Thượng Tuệ đang ở trước máy. Thượng Tuệ quan hỷ giải thích là có khi tôi có sự nhầm lẫn giữa thân hành, khẩu hành và ý hành. Người ta nói chữ hành cũng là tạo tác, nhưng mà nó là như là thân hành là hơi thở, khẩu hành là tâm tứ, rồi ý hành là thọ tưởng chẳng hạn. Thì cái thân hành khẩu hành mà chúng ta dịch ở trong tiếng Phạn là kaya sankhara, kaya sankhara, vachi sankhara, rồi citta sankhara, nó khác với thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thế nào? Cái nghiệp và hành nó có giống nhau không? Nó, mặc dù nghe thì cũng nghĩa là tạo tác thôi. Xin kính thỉnh Thượng Tọa quan hỷ trở lại. Anh Đạo Bụng Phật Thầy á, nó khác nhau xa lắm. Cái chỗ mà
thân nghiệp với thân hành khác nhau, khẩu nghiệp khẩu hành khác nhau, ý nghiệp ý hành khác nhau. Ý nghiệp chứ không phải là ác nghiệp. Các vị qua hỷ sửa dùm thường tội giới đẳng đánh cái chữ ác đó. Ác nghiệp, ý nghiệp, manasa kamma, manasa kamma. Dạ dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Ở đây thưa quý vị, nếu mà nói về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thì nó đã chắc chắn cái nghĩa là cái hành động bằng thân hành, tạo nghiệp, nghiệp bằng thân nghiệp, tạo nghiệp bằng lời, tạo nghiệp bằng suy nghĩ, cái đó rõ nghĩa rồi. Nhưng mà cái chữ thân hành, khẩu hành, ý hành đó nó khác nhau như thế này. Nếu chữ hành, thân hành, khẩu hành, ý hành mà chúng ta xài cái chữ kaya charita thì nó đồng nghĩa với chữ kaya kamma. Nếu khẩu hành, ý hành, nếu thân hành, khẩu hành, ý hành mà xài cái chữ samadana, kaya samadana, thân hành, hay là vachi samadana, khẩu hành, mano samadana là ý hành, thì cái này nó cũng đồng nghĩa với chữ kaya kamma, vachi kamma và mano kamma. Chúng tôi nói như vậy, quý vị nhìn trong Bali, quý vị sẽ thấy ở đây xài cái mạch văn gọi là ca dê đá cầm măng, hoa cha giá cầm măng, manasa cầm măng. Cái đó là chưa ghép từ, chưa ghép từ rồi thì là ca cầm măng, hoa chi cầm măng, manu cầm măng. Chứ không phải là chúng tôi đọc sai chữ đâu. Rồi chúng tôi xài cái từ ghép samasa. Cho nên cái chữ cầm má, nếu mà xài cái chữ samadana, nó đồng nghĩa với chữ charita, mà chữ charita nó đồng nghĩa với chữ cầm má, ba chữ đó. Nếu mà xài cho cái chữ thân khẩu ý như vậy thì nó đồng nghĩa. Nhưng mà khác nhau ở chỗ là chữ hành, mà nếu mà xài chữ kaya sankhara, vachi sankhara và citta sankhara thì nó khác, nó khác nhau. Ở trong bộ với mắt cá, bộ sông đối, mà khi đó đến sankhara với mắt căn, tức là hành sông, cái phần mà gọi là hành sông đó, thì ở đây có ba hành là thân hành, khẩu hành, lý hành. Chitta kaya sankhara, kaya sankhara ở đây tức là hơi thở. Chữ hành trong trường hợp này có nghĩa là cái sự hoạt động của thân, cái sự hoạt động của thân. Vachi sankhara, khẩu hành, là sự hoạt động của khẩu. Hoạt động của khẩu ở đây là tầm và tứ, là suy nghĩ và tìm lời để nói, tìm lời và sắp đặt câu để nói. Thì như vậy người tầm tứ là chi pháp được gọi là khẩu hành. Còn tâm hành, citta sankhara ở đây là để chỉ cho thọ tưởng, bởi vì thọ tưởng đó và các cái tâm sở còn lại, thọ tưởng và các cái tâm sở còn lại thì được gọi là hành, gọi là tâm hành.
Cái chỗ này là được giải thích ở trong Bộ Gia Mắc Cá. Cho nên nếu mà về từ ngữ, nếu mà chúng ta gặp cái từ Kaya Sankhara thì chúng ta cẩn thận chút. Bởi chữ Kaya Sankhara cũng dịch là thân hành, nhưng mà nó không có giống như là chữ Kaya Kammang. Chừng nào mà nói là Kaya Charita như là Kaya Ducharita là thân ác hạnh, hay là Kaya Sucharita là khẩu thiện hạnh, thì cái đó nó mới đồng nghĩa với chữ Kaya Kamma. Hoặc là ở đây có những cái hành động, có những cái pháp, có những cái sở hành hiện tại khổ, tương lai lạc, vân vân, thì chữ hành đó Đức Phật ngày gì ngày xài cái chữ samachara, thân hành kaya samachara, vichi samachara, mano samachara, cái đó là nó đồng nghĩa với thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nhưng mà vì một cái là mới, còn cái là nó đã thành. Thí dụ bây giờ chúng ta mới do gạo bắt nồi cơm, bắt do gạo bỏ vô nồi đổ nước để lên, ai hỏi cái gì, ai hỏi nấu cái gì đó, nói tôi nấu cơm. Nhưng mà thật sự ra nếu nấu cơm vậy múc cho, mới cho tôi chén cơm thôi, nói bây giờ nó chưa thành cơm, nó chỉ mới vừa gạo với nước thôi, dầu cho nó có nóng lên đi nữa thì gạo đó nó sụp ba sồn ba sực, ăn không được. Cũng vậy, mới có cái sở hành về thân gọi là Kaya Samachara. Từ cái Kaya Samachara đó, nếu mà làm thường xuyên, nó thành cái tánh hạnh của người đó đó, thì như vậy rồi xong gọi là Kaya Charita. Mà người mà có cái tánh hạnh ác như vậy, ác xấu như vậy, hay là tánh hạnh thiện như vậy, thì nó đã trở thành cái nghiệp tạo quả, gọi lúc đó đó mới gọi là Kaya Kamma. Cho nên khi mà chúng ta nói đến một người mà bị quả, như là bị quả báo chết yểu, hoặc là bị báo quả báo thân bệnh hoạn tàn tật vân vân, cái này là cái quả do cái gì, chúng ta nói là do thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, ý nghiệp ác. Lúc đó chúng ta mới xài chữ Kaya Kamma và chi Kamma, mano Kamma. Nhưng một người họ đang làm cái việc đó, thí dụ như họ đang sát sanh, họ đang trộm cắp, chưa có bị quả báo, thì cái hành động đó được gọi là Kaya Samadana, Kaya Samadana. Nhưng mà nếu người này chỉ mới có sát sanh một lần, hai lần chưa thành cái nếp sống của họ, thì như vậy chưa gọi là Kaya Charita. Ở đây chúng ta cần phải phân biệt cái cấp độ đó như vậy, cấp độ từ ngữ đó như vậy, thưa quý vị. Hễ mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó rồi, cái đó thì chúng ta sẽ xem kinh điển không có gì trở ngại cho chúng ta hết. Thì nó tóm lại theo cái trong cái câu hỏi thảo luận số 2, thì giữa cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, cô Nhật Bình sửa lại dùm cái câu nãy Thượng Tọa Giác Đẳng đã chỉnh lại đúng rồi, sau đăng lên sai. Xin giải thích rõ sự khác biệt giữa thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và thân hành, khẩu hành, ý hành. Chớ ý nghiệp chứ không phải là ác nghiệp, không phải ác nghiệp. Dạ, dạ.
Cảm ơn sư Từ Trì. Thì chúng tôi đã giải thích tùy theo chữ. Nếu thân hành khẩu hành ý hành đó mà xài cái chữ charita hay là xài chữ samadana thì nó đồng nghĩa với cái chữ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Còn nếu như thân hành khẩu hành ý hành mà chữ hành đó mà xài cái chữ sankhara đó thì nó hoàn toàn khác, khác với cái nghĩa của thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều như thế. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưng sư tòa thầy siêu. Xin thầy hỏi sư tòa thầy siêu một câu nữa rồi để sư tòa đi nghỉ. Sư tòa thầy siêu, khi mà trong bài kinh này Đức Phật có đề cập đến cái cách mà mình tự phản định về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì nếu mà cái lời nói, hành động, ý nghĩ nào mà không có hại người, không có hại mình, không hại cả hai đó, thì cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Thì giải cụ thể thế nào là không có hại? Dạ, ví dụ trong đời sống mình nói hại người, hại mình, mà thế nào là không hại người, thế nào không hại mình? Và có nhiều vị thì không nói như vậy, mà các vị nói rằng mình nên làm điều nào có lợi cho người, lợi cho mình và lợi cả hai. Thì cái câu mà lợi cho người, lợi mình, lợi cả hai á, nó có đồng nghĩa với chữ vô hại không? Có lợi có đồng nghĩa vô hại không? Và nếu có người nói rằng, thường thường người ta nói mình nói dối mà có hại người là không nên nói dối, nhưng mà nói dối không có hại người thì nói dối được, thì cái quan niệm có đúng theo Phật pháp không? Xin kính thỉnh sư tổ hoan hỷ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái vấn đề thân hành, khẩu hành, ý hành đó, đưa đến hại mình, hại người, hoặc là không đưa đến hại mình, không đưa đến hại người. Cái chữ không đưa đến hại mình, hại người đó, chúng tôi xin nói lại, bởi vì trong câu này có hai mệnh đề, nói đúng hơn là có hai cái dấu chấm hỏi. Bây giờ trả lời cái dấu chấm hỏi kia trước rồi đó. Trong câu thân nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Xin giải thích cụ thể thế nào là có hại. Ở đây thưa quý vị, cái chữ có hại ở đây chúng ta phải hiểu ừ.
cái hệ quả và cái quả báo, cái hệ quả và cái quả báo. Nó khác nhau. Thí dụ bây giờ một người đi cướp của, một kẻ đi tiếp cướp của giết người, thì cái hại mình đó, cái hành động đó hại mình là đối với luật pháp quốc độ, khi mà vua bắt được thì sẽ đem tử hình, hoặc là lưu đày, hoặc là giam cầm bỏ tù. Thì cái đó là cái thân hành tự hại, đưa đến tự hại. Và cái thân hành mà đưa đến hại người, tức là người khác bị đau khổ do cái hành vi của mình, hay là do cái hành động của mình. Mình hành động nào mà gây cho người khác một cái sự đau khổ, như là bị thương tật, hoặc là bị thất vọng do mất mát tài sản vân vân, hoặc là họ bị đau khổ do gia đình phải ly tán, cha mẹ xa con xa cha mẹ, vợ xa chồng xa vợ vân vân, thì như vậy là hại người. Và chúng ta cũng nên hiểu rằng một cái thân hành ác á, khi đã làm xong, Đức Phật đã dạy trong Pháp Cú Kinh rằng một hành động không tốt gọi là không tốt, khi làm xong ăn năn hối hận, lúc thọ quả vị thục thì mắt nhuốm lệ khóc than. Thì như vậy rõ ràng là khi một người hành động ác thì người đó bị ba cái tự hại, ba cái trạng thái tự làm hại mình. Một là cái tâm bị dai dứt, mặc cảm tội lỗi. Hai là khi mà luật pháp quốc độ phát hiện được thì sẽ hình phạt hoặc là xử tử. Ba là do cái hành động đó sau khi bệnh chung phải bị sanh vào những cảnh giới khổ đau như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, thì như vậy được gọi là hành động tự hại. Còn cái hành động hại người thì nó chỉ có một khía cạnh thôi, tức là cái hành động đó khiến cho người khác phải bị uất ức, đau khổ, sầu muộn, than van, khóc lóc, thì như vậy được gọi là cái hành động có hại người. Ở đây chúng ta nhớ cái ý nghĩa đó. Còn cái câu nói mà đưa đến hại cả hai đó, thì ở đây chúng ta bao gồm luôn cả cái việc mà cái hành động hại mình, hại người, như ý nghĩa mà tôi đã giải thích. Thì bây giờ ngược lại, không đưa đến tự hại, không có đưa đến hại người, không đưa đến cả hai, không đưa đến tự hại là vì cái hành động đó làm rồi không có bị rai rứt lương tâm, gọi là không hại mình.
cái hành động đó mình làm mà không bị luật pháp của quốc độ xử tội, đó gọi là không hại mình. Một cái hành động mà sau khi bệnh chung không có tác thành nghiệp ác để đưa đến tái sanh về cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, thì như vậy được gọi là cái hành động không hại mình. Đó là cái chấm hỏi thứ nhất mà trong cái câu thảo luận số 3 thượng tọa đảng vừa nêu. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến vấn đề thứ hai. Cái câu hỏi thứ hai ở đây đó, không hại mình, không hại người, không hại cả hai, nó có đồng nghĩa với lợi mình, lợi người, lợi cả hai hay không? Quý vị quan hệ chỉnh sửa lại dùm là có đồng nghĩa với lợi người, lợi mình, lợi cả hai hay không? Lợi cả hai chứ không phải lợi. Các vị đánh, các vị sửa thì tải dùm cái chữ đó dùm. Rồi, xin cảm ơn. Để cảm ơn thầy tòa. Thầy tòa, quý vị cũng qua hỷ, chúng tôi lỗ tai chúng tôi thì nó bị lãng, nó hơi bị điếc, nhưng mở mắt chúng tôi thì rất là sáng. Cho nên ở trong chùa, chúng tôi thường hay nói điếc nhưng mà sáng mắt thì cũng đỡ chút chiếu nhiều. Vì vậy cho nên khi mà đọc cái câu một chữ là chúng tôi cũng thấy cái lỗi chính tả trong đó, cho nên thường tôi cũng qua nghĩ dùm chờ lãng tai nên tinh mắt. Ở đây thưa quý vị, cái mà không hại mình, không hại người, không hại cả hai đó, chưa chắc là có lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Nếu có thì chỉ có trường hợp không hại mình, cái đó là có lợi cho mình. Vì sao? Vì cái hành động lời nói mà không hại mình đó, tức là tâm không rai rứt, lương tâm không cắn rứt. Mà lương tâm không cắn rứt có nghĩa là được an vui, được tự tại. Thì như vậy là không hại mình mà lợi cho mình. Cái hành động, lời nói, tư tưởng mà không bị luật pháp quốc độ xử tội thì có nghĩa là mình sống một cách tự tại giữa cuộc đời, không bị người ta xem thường và người ta chỉ trích. Thì như vậy cái gọi là không hại mình đó thì cũng có nghĩa là có lợi mình, làm lợi cho mình. Một cái hành động, lời nói, tư tưởng mà không làm cho sau khi bệnh chung sanh xuống cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula,
thì như vậy cũng có nghĩa là có lợi cho mình, là bởi vì không sanh vào những cái cảnh giới khổ đau vậy thì sẽ được sanh cõi người hay cõi trời. Thì như vậy cái vấn đề mà không tự hại cũng có nghĩa là lợi mình, không hại mình cũng có nghĩa là lợi cho mình. Nhưng trong cái vấn đề kia là không hại người chưa chắc là đã làm lợi người. Bởi vì sao? Bởi vì mình chỉ không làm hại người đó thôi, nhưng mà mình không có san sẻ, không có bố thí giúp đỡ cho họ cái gì. Mình gặp, đi ra đường mình gặp cái người ăn xin ngồi bên vệ đường, mình không đến sỉ vả nhục mạ họ, không đánh đập họ, không xua đuổi họ, đó là không hại người. Nhưng mà mình không có bố thí cho họ có nghĩa là cũng chưa có làm lợi người, lợi cho người. Vì vậy cho nên ở trong vấn đề mà không hại người thì nó chưa chắc là làm lợi người. Chừng nào mà chúng ta có bố thí giúp đỡ thì như vậy mới gọi là lợi mình lợi người, lợi người, không hại người mà cũng là lợi người. Tuy nhiên quý vị biết tại sao chúng tôi gọi là tuy nhiên không? Chúng tôi mới vừa nói như vậy, chúng tôi chợt nhớ đến một bài kinh. Thì quý vị cũng nên hiểu chỗ này. Đối cùng, dù chúng ta không có bố thí cho người khác, nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng một vị thánh đệ tử từ bỏ sắc sanh là đã ban bố cho chúng sinh khác cái sự an toàn, cái sự yên vui. Đây cũng gọi là Apayat Dana, là vô ý thí, tức là bố thí cho họ cái sự không sợ hãi. Cái đó cũng là làm lợi cho người khác. Bởi vì trong xóm làng, từ trên xuống dưới ai cũng giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Như vậy thì trong xóm làng đó mình đã ban cho người khác cái sự an vui rồi. Thì như vậy cái ý nghĩa này theo đoạn kinh này, thì khi mà chúng ta từ bỏ cái thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, chúng ta không làm hại người mà cũng có nghĩa là chúng ta làm lợi người. Cái chỗ đó thì chúng tôi cũng chỉ nói theo phần ngôn thôi, đúng không? Nhưng mà hồi nãy là nói một cách cụ thể. Cái chuyện mà mình chỉ gặp một người ăn xin đó, mình không có đến mắng chửi, không có đánh đập họ, thì cái đó là tốt rồi vì không hại người. Nhưng mà nếu mà mình gặp mình làm ngơ, mình không có bố thí, thì như vậy là không có lợi người. Thì trường hợp đó, nếu mà chúng ta muốn làm cho cả, cho đúng lợi, không hại người, lợi người đó, thì chúng ta phải vừa là không đánh đập, không mắng chửi người đó, người ăn xin đó, mà cũng vừa bố thí. Còn nói một cách sâu sắc hơn thì ở đây Đức Phật nói một người mà giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, người đó, chính người đó cũng đã ban phát cho chúng sinh một cái sự an toàn, yên ổn, bố thí cho họ một cái niềm vui. Thì cái đó cũng là cái lợi người.
thì hai ý nghĩa đó quý vị muốn thọ trì ý nghĩa nào cũng được, nhưng mà nên thọ trì hai ý nghĩa này đi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thứ ba, và cái câu hỏi thảo luận số ba này cũng vừa hết cái thời gian quá một phút rồi, cho nên xin thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại đúng kết bài học Nam Mô Bổn Thầy. Sa thúc cái chân Thượng Tọa Kỳ Siêu, bây giờ để thỉnh Thượng Tọa Kỳ Siêu đi nghỉ, và cũng sẵn thỉnh Chư Tăng đi nghỉ luôn. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, lệnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy Giảng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hộ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy Giá, xin nhờ cô Nhật Quỳnh và cô Lăng và Nguyệt mở kinh cuối buổi học. Xin cảm ơn.